Chào các bác nhá. Nãy tự nhiên thèm cà rô hầm nhân sâm. Phí qua đập tràn bắt mấy con các bác nhá. Ở bên này cà rô to cực kỳ luôn. Hôm nay đang cho đánh dịch vụ mà. Mình còn môi câu nhanh luôn tại hồ nhá. Chỉ có thịt với cảm chín nữa không có gì cả. Hôm nay hồ dịch vụ các bác nhá. Nói trước nhá. Tồn nhánh câu nhánh tại hồ. Mình có một cái loài môi mới để thử nghiệm đó. Cho một ít vào để tăng hiệu quả cái này đánh dịch vụ các bác. Ít thôi, thì đậm đặc lắm, thì nó nhiều nó lại càng nông mùi và lại càng khó đánh. Mình đang dùng cây cân hông lóng, lưỡi cấu số 567. Tục cái này tục 10 luôn các bác nhá. Nó thèo cái nhỏ hơn thôi. Đó lối đó. Đứng con nổi Nhật ơi. Trưa nay anh em mình có món long nhồi hành, nhìn lạ không các bác? Long nhồi hành nồi nướng nhá. Mình thấy cái món này bên Trung Quốc người ta hay ăn nên là mình cũng thử. Nói chung là nhìn lạ mắt phết. Chỉ việc nhét cọng hành vào trong cái veo này các bác này. Rất ngắn lại. Đó, đơn giản vậy thôi. Sẽ dùng gỏi sốt thịt nướng sẵn ở ngoài tiệm này rất là nhanh. Rồi bây giờ người ta làm cái gỏi này tiền phết các bác ạ. Đi ăn uống meo yên đi ăn uống ở ngoài á. Gỏi này ướp phát là xong. Một gỏi có vẻ hơi nhạt, cứ gọi nữa đi. Thôi chá. Thêm một gỏi nữa. Đầm hẳn luôn ăn cho ngon. Ướp như này tầm 30 phút đến 1 tiếng cái gia vị ngấm rồi mình sẽ cho lên bếp nướng. Nhìn là bắt đầu thấy hấp dần rồi đúng không? Sau khi tầm ướp gia vị thì mình cho lên bếp nướng. Chiều nào được mình rót một lớp hành để cho nó đỡ bị dính vào á. Chỉ nói các bác ạ, là như để cho mảnh đào diền mình nó ra ôm cân hết. Bốc một miếng trước nhá, mình gán nhá. Đói khoảng 12 giờ trưa rồi. Đây, mời các bác nhá. Đó.
toàn là mâm kia rồi ăn. Ăn bốc là ngon nhất. Thêm cả nước chấm, à nước súp chứ, muối chấm với một ít rau nữa, ăn kem. Này thư trước món long, anh gửi thư luôn đấy. Lần đầu tiên ăn món long nửa kiểu như thế. Giờ đứng ở nhà rồi anh nhá. Vào đó. Mời các bác nha. Không nghe mùi lòng nữa. Nhờ thắn đấy. Cái mắt có đùa mà. Cái món này ổn phết các bác. Đây là cái veo. Cái veo xong nhét cọng hành vào. Ăn thơm lắm. Nằm thêm cọng rau nhá. Đây. Long nướng thơm thơm, có cái mùi hành cùng thơm thơm, ngọt ngọt, bùi bùi, bùi lắm. Ăn xong với mình lại ra câu cá tiếp, cái con cá lúc nào mình câu nữa. Long thấy cơm luôn. Nói chung là thực ra đi ngoài hồ tiền cái gì thì ăn cái nữa thôi các bác ạ. Không dám đòi hỏi đâu. Phải nhiều ngày mà cả cuộn quá quên cả ăn luôn á. Mình đang ngồi gầy rố thì thấy bên đây người ta bôi cả cao. Hôm nay hình như sắp mưa lại lúa các bác ạ. Lúa cả cao lóc sộp á. Đi qua hỏng hơn các bác nhá. Đi chim lờn xem có phải không. Đấy là không đáng cả cả. Họ đang bôi cả cao thật các bác ạ. Đây, ra đấy. Thế mình đi câu suốt nhưng mà cùng hiểm khí mà thấy được con cá khủng như con cá đau mà to như con trầm đến á, dùng thật, con này chắc da lắm á. Đúng là anh em kể cả cân thủ lâu năm không hiểu thì gặp con cá khủng như thế đúng không? Con cá đau á, kịp chưa? Đúng chưa? Con này da lắm á. Thật có thì mận hình có cân lúa là gì mà gầy cân lắm nhá. Con này đặc biệt quả này mình phải bê lên review một tí. Bác xé này. Không biết là hẳn mấy tuổi rồi nhưng mà nói chung là thấy da lắm. Cái vảy trên đầu là cũng băng cái vảy con trầm đén á. Đây này. Đó. Cái vảy to đùng lên đâu bằng con trầm đén khoảng 5-6 cân á. Thôi cứ thả xuống nhá. Ai may mắn thì lùm được không. Tạm thời là mình thấy cá rất là khỏe. Không biết là đợt này người ta thả cá đâu nhưng mà cá khỏe lắm. Để tí nữa nhá. Tí nữa người ta thả xong mình sẽ xin câu test mấy đường xem có ăn không. Rồi, cá cứ vọt ra. Cá cứ vọt ra là đó. Liên tục luôn. Các bác biết khỏe hay không? Thôi. Nhảy đó, thằng nhảy đó. Đây này, xuống đây bơi tung tăng dưới đây rồi này. Ui.
Công nhận đi chén thả cả nhìn phế thật đúng không? Kiểu cảm giác cả đồng cá chạy xuống á. Được, tí nữa mình sẽ hỏi lịch với là thời gian cho câu cụ thể. Để ngay đó mình kiểu gì cũng ra cân chuyển á. Nhìn kiểu trực tiếp mình đi xem thả cá nên là mình biết được lượng cá về, biết được cá có khỏe hay không. Số lượng nó cũng ổn phết đó, nhiều phết đó. Không phải cứ cả rau dịch vụ là dễ ăn đâu các bác nhá. Nhiều hồ thả cả rau kiểu yếu quá, kể cả 4-5 ngày sau cả vẫn không đi ăn là chuyện rất bình thường. Nên là cứ phải đi xem thả cá thì mới biết được cá có khỏe hay không. Nói chung là nhìn bằng mắt thường thì mình thấy là khỏe rồi. Chỉ mình xin test mấy đường rồi đó. Chẳng lẽ mình xin người ta không cho. Chỉ cho cháu test mấy đường nhá. Mấy đường thôi. Thôi. Làm cả cục cả nuôi đây rồi này. Đó. Chui vào trong đây rồi đây các bác này. Thả mà đi ăn đây rồi các bác này. Thấy chưa? Tắm táp này. Thấy đồ mình luôn. Các bác có tin là vừa bôi xuống mà ăn luôn không? Tin không? Thông tin chính xác là hồ vừa bôi 7 tả cả rau các bác nhé. Nói chung rất là vui. Vì là anh em cần thủ lại có chỗ để chơi. Khu vực của mình có những cái hồ như này rất là thích luôn. Xoắn đồ thôi, thứ 7 này người ta khai trương lại. Mình về xoắn đồ đã.